Dạ mô Phật, con không hiểu về lễ dân y là như thế nào, và muốn dân y thì con phải mua y ở đâu để dân? Con mong thầy giải đáp giúp con. Thêm một câu nữa cũng có câu nội dung tương tự là: con chuẩn bị ngày 12 tháng 10 âm lịch sẽ vào thiền viện Phước Sơn dự đại lễ dân y Cát Tí Ná và Lạc Bát Chư Tăng. Sáng nay ngày 10 tháng 10 âm lịch con nằm mơ. Con vào sớm từ ngày 11 tháng 10 nhưng lại quên không đặt Bát Chư Tăng luôn ngày ấy. Luôn ngày hôm nay con nằm mơ ngồi nói chuyện với một vị sa di trẻ, nói rằng hôm nay sư không đi bát vì bình bát bị hư. Sau đó con chợt nhớ ra thì đã thấy rất đông chư tăng đi bát gần xong rồi và con cũng chưa chuẩn bị đồ cúng. Con vội vàng chạy ra chợ gần đó và nhờ theo một số người đi cùng mua hết số trái cây ở đó có ở chợ mang về đặt Bát Chư Tăng. Cho con hỏi về giấc mơ này, cho con hỏi về lễ dân y Katina có từ khi nào, cho con hỏi về lợi ích sự phước báo công đức đặt Bát Chư Tăng. Rồi thứ nhất á, là về cái chuyện giấc mơ thì như sư nói là chúng ta có nhiều nguyên nhân sanh ra giấc mơ. Nguyên nhân thứ nhất là do chúng ta suy nghĩ nhiều, ngày nghỉ gì đêm mơ đó chúng ta suy nghĩ nhiều, thì cái khả năng mà quý vị mơ như thế này nó chỉ đơn giản là do chúng ta suy nghĩ nhiều, nó không có cái gì đặc biệt, nó không có cái gì để mà chúng ta phải suy tư nhiều. Cái thứ hai á, là do thực phẩm. Nguyên nhân sanh ra giấc mơ á, thứ hai là do thực phẩm. Thứ ba đó là do điều các cái nội tiết tố trong cơ thể của mình đó. Thì như là mật đàm rồi bao tử đồ ăn này nọ thì nó cũng sanh ra giấc mơ. Nguyên nhân thứ tư á, là chư thiên báo mộng, và nguyên nhân thứ năm là do nghiệp. Thì cái nguyên nhân chư thiên báo mộng chúng ta có thể bỏ qua một bên. Tại vì sao? Bởi vì mình là ai, mình là cái gì mà chư thiên báo mộng cho mình? Nhớ giùm nha, mình không là cái gì. Đừng có nghĩ là mình tu một tí xíu, mình làm phước một tí xíu rồi thì chư thiên họ sẽ báo mộng cho mình nha, trừ một số trường hợp đặc biệt, chứ còn mình không là cái gì để mà chư thiên mà họ báo mộng cho mình hết á. Đừng có nghĩ mình là cái gì cao siêu quá. Và cái cuối cùng là do nghiệp, thì xin thưa cái này nó cũng không dính dáng gì tới nghiệp nha. Cho nên nó chỉ đơn giản là ngày nghỉ gì đêm mơ đó thôi. Còn dân y Katina thì có từ thời Đức Phật, cụ thể từ thời nào thì không được nói đến. Chắc có lẽ là sau khi chư tăng ăn cư mùa mưa, và sau khi mãn ăn cư mùa mưa thì khi đó đã có Katina. Nhưng mà Katina đó là không có người khởi xướng, không được nhắc đến ai là người cúng dường Katina đầu tiên. Cái vụ mà các buổi lễ Katina hay nhắc đến trường hợp bà Quý Sa Kha mà bà cái gì ta, bà cúng dường cái y tắm mưa đó, thì xin thưa là bà cúng dường y tắm mưa vào rằm tháng 6, chứ nó không có dính dáng gì tới Katina vào rằm tháng 9 nha. Thành ra là không dính dáng gì tới bà Quý Sa Kha hết trơn á. Thành ra là về cái vấn đề dân y Katina là không có cơ sở để biết được ai là người dân y đầu tiên. Và đặc biệt là trong cái thời Đức Phật á, là trong luật nghe là Katina thành tựu khi mà không có được kêu gọi, không có được mời, tức là cái người thí chủ á, là phải tự đến tự đặt vấn đề và cúng dường, chứ còn không phải là chư tăng kêu gọi là Katina năm nay không có thí chủ, mời mọi người hùng phước thì trong luật thì không có cho. Và lợi ích của việc phước báo của việc dân y Katina thì sư nghĩ là quý vị đã được nghe rất là nhiều trong cái mùa dân y. Sư chỉ tóm gọn lại là cái thứ nhất á, là được cái phước nhân thiên, tức là cái phước chúng ta đi về cõi người cõi trời. Cái thứ hai là
Nếu như chúng ta có cái nguyện là sau này á, con sẽ xuất gia theo dạng y bhikkhu, thì về sau á, khi chúng ta xuất gia thì chúng ta sẽ được Đức Thế Tôn gọi y bhikkhu. Và nhờ như thế đó, khi mà Đức Thế Tôn gọi y bhikkhu á, thì lông tóc tự rụng nha, lông tóc tự rụng, và y áo tự có, y bát là tự có, và mặc định là giống. Chúng ta sẽ có một cái oai nghi tế hạnh của một vị tỷ kheo 60 tuổi hạ. Cho nên là đây là cái phước báo của việc dân y ca tí ná. Rồi nếu như mà mình không có cái nguyện này, thì mình cũng sẽ được những cái phước báo, ví dụ như là được giàu sang, rất nhiều tài sản, đặc biệt là về y phục. Ngoài ra chúng ta còn có được phước báo về năm cái loại đẹp. Một á, là cái sắc đẹp, tức là ta nói thì nhiều lắm, ví dụ như là thịt đẹp nè, da đẹp nè, răng đẹp nè, tóc đẹp nè, xương đẹp, thì nói chung là sắc đẹp nói chung. Được vì đó được sắc đẹp. Và cái sắc đẹp này đó, nếu như mà vị đó mong muốn thì vị đó có hoàn toàn có thể được một cái dạng sắc đẹp là dù sống cho đến bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, nếu như chưa chết thì hoàn toàn có thể giữ được cái tuổi thọ đẹp, tức là giữ được cái nét đẹp của con gái 16. Thì ở trong Kinh Tạng có một vài người được cái loại phước này. Thứ nhất là bà Visakha, và cái thứ hai đó là bà Yayudhala. Thành ra là những vị vẽ, nếu mà vẽ một á, là vẽ làm cái hình tượng bà Visakha, hai á, là làm hình tượng bà Yayudhala, thì phải làm cái hình tượng của một cô gái 16 tuổi. Do cái phước của các bà cho nên là dù các bà có 80 tuổi đi chăng nữa, có 120 tuổi đi chăng nữa, thì các bà vẫn đẹp như con gái 16 tuổi. Đó là cái phước của các bà. Cái thứ hai là có được sức mạnh nha, sức mạnh bằng mấy con voi lận, chứ không phải đơn giản đâu. Thì sư chỉ tóm tắt sơ về cái phước báo của việc dân y ca tí ná, tại vì nói nó cũng kỳ là nó qua rồi, cho nên là bây giờ sư kể nó. Còn cái chuyện mà phước báo của việc đặt bát chiêu tăng á, thì xin thưa là phước mình lường không hết. Nói chung ra là chúng ta gọi là cái gì, cầu gì được đó. Nên nếu như mà chúng ta cúng dường đặt bát đến chư tăng, chúng ta mong mỏi điều gì thì chúng ta đều sẽ gieo cái nhân để đạt được điều đó. Bởi vì trong Kinh Tạng thì hầu hết tất cả các cái điều mong mỏi, các cái phước báo của thế gian đó, thì trong Kinh Tạng ghi lại là đều xuất phát từ việc đặt bát, cúng dường đến chư tăng, hoặc là vị độc giác, hoặc là Đức Thế Tôn Chánh Đẳng Giác. Cho nên á, là cái phước báo của việc đặt bát thì chúng ta phải dùng cái từ là bá bệnh nha. Tức là mình ở thế gian người ta tìm cái loại thuốc gọi là chữa bá bệnh, tức là cái bệnh gì cũng chữa được. Nhưng mà cái việc đặt bát của chư tăng mình có thể gọi là bá phước. Bởi vì bất kỳ điều mong mỏi gì, tất cả các điều mong mỏi đều có thể thực hiện được thông qua việc đặt bát, và sau đó chúng ta cầu nguyện thì cái quả nó sẽ hướng đến sự kiện đó. Cho nên quý vị hỏi cái phước báo là cái gì thì chắc có lẽ là cầu gì được đó. Ta qua câu hỏi tiếp theo. Tôi phải trả lời bớt câu hỏi thì mới còn có chuyện mua y ở đâu để dân.
Mua y thì quý vị cứ đến những cái nơi, một á là quý vị đến những cái nơi như Trang Nhã này, những cái nơi mà bán pháp phục Phật giáo thì thường cũng có. Hai á là quý vị đến các cái chùa mà đang tổ chức dân y đó thì đều sẽ có người bán ha. Ba thì quý vị tìm cái vị sư nào mà y nó dư á thì quý vị thỉnh thì đều được hết. Xin bằng cái